Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên Vũ Audio Channel. Thì hôm nay mình đang có mặt tại nhà khách ở Tân Bình. Thì khách có nhu cầu là muốn cải tạo một phòng ngủ có diện tích đâu đó khoảng tầm 20m² trở thành một phòng giải trí all-in-one. Bây giờ mình mời các bạn cùng theo mình để tham quan căn phòng nhé. Tại mình đang đứng trong căn phòng đã hoàn thiện. Thì nhu cầu của khách là muốn cải tạo phòng ngủ để trở thành phòng giải trí. Thành ra là có yêu cầu bên mình là cách âm cho phòng để tránh làm phiền đến hàng xóm. Bên mình đã lên ý tưởng, thiết kế và thi công. Toàn bộ quá trình này đều là do bên mình thực hiện. Thì như các bạn cũng có thể thấy, tông màu chủ đạo mà mình đã chọn cho căn phòng này đó chính là màu xám, cùng với kết hợp với những cái đèn led màu xanh. Thì mình lấy ý tưởng từ những bộ phim khoa học viễn tưởng như là các phi thuyền ở ngoài vũ trụ vậy đó. Vật liệu mà mình sử dụng để tiêu âm, xử lý âm học đó chính là poly và kết hợp với lam sóng nhựa giả gỗ. Riêng phần vách phía trước thì mình chọn tông màu chủ đạo là màu tối, cụ thể là màu đỏ đô. Lý do mình chọn cái tông màu tối là bởi vì khi xem phim thì cái tông màu tối nó sẽ không làm phản xạ ánh sáng, từ đó mình có thể xem được tập trung hơn. Thì phần vách bên phải này mình tận dụng lại toàn bộ hệ cửa sổ, xung quanh mình ốp lam sóng giả gỗ. Và bên trong này á, các cánh cửa sổ thì mình sử dụng cũng là poly, nhưng là những cái poly đã được CNC theo hình lục giác. Ngoài ra mình còn trang trí thêm những cái chỉ viền. Và điểm đặc biệt là mình tận dụng lại hoàn toàn cửa sổ này. Nó hoàn toàn sử dụng được như là cửa sổ bình thường trước đây. Mình có thể mở ra. Hiện tại thì trời cũng đã tối rồi, nên các bạn thấy một màu đen. Rồi, đây. Phần vách phía sau thì mình đã xử lý cách âm phần nằm trong cái viền gỗ này. Bởi vì đây là căn phòng cải tạo, mình không thể, có một số chi tiết mình không thể di dời đi được. Thì bên trong mình đã cách âm bằng bông cách âm, bông thủy tinh đó. Rồi phía bên ngoài thì mình tiêu âm bằng poly. Nhằm tạo điểm nhấn hơn thì mình đã bố trí thêm những cái nẹp chỉ màu bạc. Và phần trần thì mình cũng đã tận dụng cái phần giật cấp để bố trí trần sao, cũng như là bố trí thêm những cái loa Atmos được trang trí 3D thành hình quả địa cầu này kia. Còn xung quanh cái trần giật cấp thì mình ốp poly để giảm cái hiện tượng cộng hưởng âm trầm trên trần. Về phần cách âm thì căn phòng này nó có hai cái cửa đi, một cửa chính và một cửa đi vào nhà vệ sinh. Thì mình cũng đã xử lý cái cách âm cho hai cánh cửa này bằng cách thêm các ron cao su cách âm. Thì cái hiệu quả cách âm của các ron này nó cũng đâu đó vào khoảng 70-80% thôi nha, chứ nó không phải là tuyệt đối. Thì bây giờ mình mời các bạn nghe thử cái âm thanh ở bên ngoài. Hiện tại là ở ngoài đang có thi công. Các bạn nghe thử nha, khi mình mở cửa nè. Và khi mình đóng cửa lại nè, thì cái âm thanh nó cũng giảm đi đáng kể đúng không? Và ngoài ra thì phần sàn mình muốn tối ưu tiết kiệm chi phí cho khách. Phía ở giữa phòng á thì sau này sẽ là thảm, nên thành ra là cái diện tích sàn nó sẽ không còn quá nhiều nữa, nên mình tận dụng lại cái sàn vốn có. Và xung quanh á thì mình ốp thêm những cái phào chỉ lên chân tường. Ngoài ra thì phần ghế sofa thì bên mình cũng đã tư vấn cho khách lựa chọn cái vật liệu cũng như là cái cao độ ghế cho nó phù hợp với việc mình xem phim, karaoke. Thì cái vật liệu mình đang sử dụng ở đây là vải nỉ để mình có thể xử lý âm học luôn.
Phần tủ thiết bị thì bên mình cũng đã lên thiết kế và gửi mẫu thiết kế cho khách để làm sao cho nó vừa thiết bị và nó phù hợp với không gian. Về phần thiết bị âm thanh thì mình sử dụng cặp loa IC38 và kết hợp với sub MF3 của SE. Thì đây cũng là combo rất là quen thuộc, bên mình cũng đã lắp cho rất là nhiều khách hàng cũng như là làm nhiều video, các bạn có thể tham khảo phía trên nhé. Và tiếp theo đó chính là chiếc loa center mà mình sử dụng ở đây, đó chính là chiếc loa SVS Ultra Center. Phần âm ly xem phim thì mình sử dụng chính là âm ly Denon X3008 mới nhất của hãng. Chiếc âm ly này có thể ra tiêu chuẩn tới 7.1.4, tuy nhiên mình chỉ bố trí cho khách ở tiêu chuẩn 5.1.2 để phù hợp với không gian phòng. Phần karaoke thì bên mình sử dụng đó chính là chiếc micro Soundmix 599 kết hợp với van số JBL KS180 và chiếc main của SE IA402D để kéo cho cặp loa IC38. Bên cạnh đó mình sử dụng đầu đun để kết hợp karaoke và xem phim. Với tiêu chuẩn bộ dàn xem phim 5.1.2 thì mình đã bố trí thêm cặp loa surround mang thương hiệu SVS và có mã là SVS Ultra Surround. Việc bố trí cặp loa SVS Ultra Surround này với thiết kế của loa là loa tam diện thì cái góc phủ âm nó sẽ đảm bảo cho toàn bộ cái hàng ghế dài ở đây. Phía trên trần thì mình đã bố trí hai cái loa Atmos thương hiệu Celeste. Cái dòng loa này thì bên mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Ngoài tính năng làm Atmos thì nó còn có thể sử dụng để stream nhạc độc lập. Mà cái chất âm của cặp loa này là chất âm hi-fi nha các bạn. Và về phần hình ảnh thì bên mình đang sử dụng chiếc máy chiếu của Epson có mã là TWK7000. Thì cái lý do mà mình lựa chọn cái dòng máy chiếu của Epson đó chính là cái độ sáng màu rất là cao. Cái độ sáng màu rất cao thì nó sẽ giúp cho chúng ta khi karaoke mà chúng ta bật đèn trong phòng, nó vẫn đảm bảo cái độ sáng và cái độ chi tiết của hình ảnh. Thì ngoài ra mình xem phim thì với cái độ sáng màu cao thì sẽ cho chúng ta cái trải nghiệm khi mà coi phim nó có màu sắc trung thực hơn. Và mình kết hợp với màn chiếu, đây là cái loại màn chiếu Digistorm và cái loại vải màn là loại vải xuyên âm. Thì cái chiếc loa IC38 mà ban đầu mình có giới thiệu thì nó sẽ nằm phía sau màn. Ở đây các bạn có thể thấy. Và để tăng tính thẩm mỹ thì mình sẽ cắt một lớp poly tạp màu với cái vách phía trước để ốp vào. Thì mình sẽ hoàn toàn không thấy loa nữa. Và về phần ánh sáng thì đặc biệt bên mình có lắp cho khách một bộ ánh sáng hiệu ứng phim. Thì thiết bị á, thì mình đang để trong cái hộc ở đây bên cạnh cái âm ly xem phim. Bên cạnh đó thì mình đã thiết lập sẵn 3 chế độ đèn để phù hợp cho việc giải trí. Hiện tại thì tất cả các đèn đang được bật lên. Khi mình muốn xem phim thì chúng ta tắt hết tất cả các đèn đi, trừ lại cái đèn hiệu ứng phim và cái đèn trần sao. Khi mình karaoke thì mình có thể bật hai cái đèn rọi ghế phía sau và kết hợp với hai cái đèn phía trước. Mình bố trí hai cái đèn phía trước này nằm hai bên màn chiếu để không gây ảnh hưởng, cái ánh sáng của đèn nó không gây ảnh hưởng đến màn chiếu. Và bên cạnh đó thì cái đèn phía trước này nó có thể đổi màu thành màu vàng. Mình kết hợp cái đèn này với cái đèn trang trí ở bên cạnh này để tạo một cái không gian màu sắc nó ấm cúng, nó thư giãn để mình có thể nghe nhạc background nhẹ nhàng. Và bây giờ mình sẽ mở một vài bài nhạc để mời khách hát thử, để nghe thử cái chất âm của bộ dàn. Em ơi có phải trời đã sáng đâu, mùa đông đã mang anh về trường, mùa đông ơi anh đã về tìm màu áo cưới cho em. Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời, dẫu trong mưa rơi đã một tháng năm, lại trời được yêu mãi nhau người ơi. Đừng mang trái ngang chia lìa đôi.
Vừa rồi thì mình cũng đã mở test được chất âm của bộ dàn. Thì theo đánh giá cảm nhận cá nhân của mình á, thì về xem phim á, thì mình thật sự rất là ấn tượng với chiếc loa center của SVS. Và loại loa này á, là loại loa 3 đường tiếng. Thành ra là chất âm nó cho ra cái đoạn hội thoại, những cái đoạn hội thoại cũng như những cái đoạn mà bom nổ, cháy nổ diễn ra ở phía trước nó rất là uy lực. Còn về phần karaoke thì căn phòng này thì mình đã xử lý âm học tiêu âm và cách âm. Tuy nhiên cái chất âm của bộ dàn nó vẫn đáp ứng rất tốt. Cái dải treble nó không bị mất quá nhiều và cái dải trầm thì nó cũng không bị ù rền. Âm thanh mà các bạn nghe qua video thì nó cũng không thực sự là chính xác. Thì bên showroom mình cũng có demo đầy đủ các rất nhiều bộ dàn xem phim cũng như là karaoke. Thì mình mời các bạn đến trực tiếp để nghe trải nghiệm và lựa chọn nó sẽ chính xác, phù hợp với nhu cầu của mình hơn. Các bạn thấy căn phòng này như thế nào hãy để lại bình luận bên phía bên dưới nhé. Và nhớ nhấn like, share, subscribe để mình có thêm động lực để ra những video tiếp theo cho những công trình tương tự bộ dàn All-in-One trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.